Rồi sáng thì về nha. Con xin kính chào quý cô chú anh chị. Con tên Ngon, quê ở cái Ngon, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay con làm cái video này để cập nhật cho quý cô chú anh chị về cái cây ổi cẩm thạch. Thì hiện tại cây ổi cẩm thạch nhà con á thì là tính từ miệng chậu đi lên á thì nó cao là 1, 2, 3 gang tay trở lên đó quý cô chú anh chị. Nó tương đương là 6 đến 7 tấc. Thì một chậu như vậy thì có giá là 120.000. Thì ba chậu thì con là 360.000, thì con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Thì cái thân cây á, cái thân cây á thì là nó cỡ như cái điếu thuốc trở lên đó quý cô chú anh chị. Cây mình nó rất là khỏe. Thì cái này thì từ cái lúc mà chu chành lên tới bây giờ thì 7 tháng rồi. Do đó là cây nó đã lên đọt non, bây giờ nó đã già lá rồi đó quý cô chú anh chị. Cái cây này thì cây mẹ nó đã có trái rồi, nên cái cây cây của mình thì nó có hoa sẵn nha. Nhưng mà quý cô chú anh chị thì không có nên để hoa, tại vì cái cây của mình nó còn nhỏ, mà để hoa thì cái cây mình nó sẽ bị yếu hết. Thì khi đem về thì quý cô chú mình thay cái chậu lớn hơn. Thì cái chất trồng thì cũng gồm có sơ dừa với tro trấu nè. Rồi mình sử dụng phân chuồng thì mình chăm cây thì nó sẽ nhanh phát triển. Thì cái ổi cẩm thạch đó thì là mình vừa làm kiểng thì mình chơi cái lá nó rất là đẹp, và mình có trái ăn thì cũng khá là thơm ngon luôn á quý cô chú anh chị. Thì ổi cẩm thạch thì cũng là một cái loại ổi ruột đỏ và có hạt nha. Thì một cây là có giá là 120.000, ba cây là 360.000, con sẽ bao phí vận chuyển toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn. Quý cô chú anh chị có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ với con qua số điện thoại ở trên màn hình, cho con địa chỉ ấp, xã, huyện, tỉnh, tên và số điện thoại người nhận, thì con sẽ gửi hàng cho quý cô chú anh chị. Thì cây ổi nhà mình thì rất là đẹp luôn, cây nào nó cũng đồng đều hết, nó rất là đẹp, nó đã lên tược rồi và cái tược nó già rồi, nên khi đem về thì quý cô chú anh chị có thể trồng được liền. Quý cô chú anh chị đừng quên bấm đăng ký kênh của con để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của con nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị trong suốt thời gian qua đã luôn yêu thương và ủng hộ và đồng hành với con nhé. Con xin kết thúc video.